Dạ, con chăm hột phải không? Ăn no giờ trời mới về chuồng nha các bạn. Về chuồng nó đẻ tới khoảng 11 giờ là nó đẻ đó các bạn. 11 giờ nó đẻ tới khoảng 1-2 giờ sáng. Còn con nào mà nó chưa đủ mồi nó không đẻ thì sáng mình thả nó lên ruộng nó đẻ. Nó đẻ lan trên ruộng á. Như hồi nãy mình đi lụm ở trên ruộng á. À nó tối nó không đẻ đó là sáng lên nó đẻ. Thôi vô chuồng. Rồi mình lượn nó vô chuồng xong mình gào lại nha các bạn. Giờ này 5 giờ. 5 giờ về cho nó phơi lông ngày tối nó vô nó ngủ. Tối vô chuồng nó ngủ về khoảng 11 giờ là nó đẻ nha các bạn, đẻ lại ra tới 2 giờ sáng. Tới khoảng cỡ 4 giờ sáng mình lụm hột.